trình bày của tôi có một năm cái chủ đề. Cái thứ nhất là đặt vấn đề giải phẫu sinh lý quốc gia, phục vụ hệ thống xử lý âm thanh lời nói và đặc biệt là các chuyên khoa liên quan. Thì chúng ta biết là trẻ em đầu tiên là nó cần học cái âm thanh và cái ngôn ngữ trước khi còn nói. Thì cái này nó diễn ra phải 2 năm đầu đời đối với một đứa trẻ mà nghe được từ lúc sinh ra cho đến lúc mà có thể bắt đầu phát âm nói. Nhưng mà đối với cái trẻ nghe kém thì cái đầu tiên nó sẽ là cái chậm phát triển ngôn ngữ. Từ cái chậm phát triển ngôn ngữ trẻ sẽ có cái khó khăn trong cái giao tiếp xã hội. Còn sau đó khi mà trẻ nó bắt đầu đến trường thì nó sẽ khó khăn trong cái tiếp thu, cái học hành và cái nhận thức. Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates 3 tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair-like structures called stereocilia sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. Đối với một cái đứa trẻ mà từ lúc mà sinh ra cho tới 2 tuổi thì chúng ta lưu ý những cái vấn đề, ví dụ như là từ 1 tới 3 tháng thì cái là trẻ chỉ biết khóc và phát những cái âm thanh cơ bản, nhưng mà từ 3 tới 6 tháng tuổi thì những cái âm thanh này nó bắt đầu chuyển thành một cái âm sắc khác nhau, tiếng rù, tiếng thở, tiếng khóc ré. Từ 6 tháng tới 9 tháng thì bắt đầu những cái âm tiết nó ra đời và trẻ có thể bắt đầu vài cái âm lời nói như ba 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 ba, và sau từ 1 đến 2 tuổi thì nó nói được những cái từ đơn, và tới khoảng 18 tháng tuổi thì trẻ bắt đầu nói được những cái từ đôi. Thì sau 2 tới 3 tuổi thì cái câu ngắn là 4 đến 5 từ, trẻ có thể nhận biết và biết được những cái đồ vật, những hình ảnh thông thường. Thì đối với cái người lạ, không phải là cha mẹ, lúc đó trẻ bắt đầu giao tiếp ở bên ngoài, trẻ có thể hiểu được, mặc dù trẻ chưa có nói được, nhưng mà trẻ có thể hiểu được người ta nói cái gì. Và tới 3 đến 5 tuổi thì đây là cái lứa tuổi mẫu giáo, thì trẻ có thể nói được cái chuyện dài hơn, trừu tượng và phức tạp hơn. Thì khi mà trẻ trên 5 tuổi thì trẻ có số cái từ vựng khoảng 2.500 từ. Đây là một cái phát triển từ vựng ở trẻ em theo cái biểu đồ. Thì theo biểu đồ này người ta so sánh trẻ nam, trẻ nữ và trẻ khiếm thính. Thì chúng ta thấy là trẻ khiếm thính thì cái số từ nó sẽ không vượt quá được 30 từ cho tới 24 tháng.
Nhưng mà đối với những trẻ bình thường thì đến 24 tháng thì cái số từ của trẻ trên 2,5 tuần. Và cái biểu đồ này chúng ta cũng có thể thấy là cái là cũng tương đối là đặc biệt là bẩm sinh là trẻ nữ thì lúc đầu cũng nói nhiều hơn trẻ nam. Thì đây là một cái mà mình cũng có thể giải thích được khi mà người mẹ họ có cái đứa con đầu lòng là con gái. Thì luôn là cái vấn đề họ đến với chúng ta là cái trẻ nam, cái trẻ thứ hai là cái vấn đề chậm nói. Tại sao chị nó nói sớm hơn, chị nó nói nhiều hơn, nhưng mà đứa em của nó, thằng em của nó thì nói ít hơn. Thì cũng như đối với cái trẻ mà phát triển về vấn đề bình thường thì trẻ có thể đi học được lên tới lớp 12. Nhưng mà đối với những cái trẻ mà khiếm tính, bất kể cái mức độ khiếm tính như thế nào thì không bao giờ trẻ nó đi quá được cái lớp 3. Đó là cái cơ chế về đánh giá. Còn đây là cái mà để tạo ra cái lời nói. Để khi mà tạo ra cái lời nói thì chúng ta có ba cái bộ phận chính là cái cơ quan hô hấp thì nó phải tạo ra cái luồng hơi. Cái cơ quan thanh quản thì là cái dây thanh luôn. Và cái mũi xoan là tạo cái phòng ngữ. Thì đây cũng là một trong ba cái đặc điểm nhận dạng của con người mà chúng ta thấy hoàn toàn người ta hay sử dụng. Thứ nhất là con tai, bên tai là cái móng mắt, cái đáy mắt. Và thứ ba là cái giọng nói. Và cái giọng nói thì thường nó có thường bị ảnh hưởng cho nên là người ta rất có sử dụng hơn. Thì đối với não thì có hai cái vùng quan trọng là cái vùng vô cảm. Đây là cái vùng ngữ của lời nói. Và cái vùng quan tiết, đây là vùng hiểu nghĩa của lời nói. Thì cái thùy thính giác là cái thùy ở cái thùy thái dương thì nó chứa cả hai cái bộ này. Đây là một cái chỗ mà chúng ta tương đối quan tâm khi mà chẩn đoán một cái trẻ khiếm thính là có cái tổn thương ở cái vùng này hay không. Thì đây là cái bản và cơ chế nghe nói từ cái lúc mà người nói cho tới lúc người nghe. Thì chúng ta thấy cái phần tâm lý, tâm thần nó kể cả hai bên của cái người nói lẫn người nghe. Người nói thì là những cái ý nghĩa, ý tưởng về cái ngôn ngữ nội tâm, trong khi đó bên người nghe là cái sự lưu trữ ở cái bộ não. Đến cái phần thần kinh thì bộ não thì chỉ huy mọi cái sự phát âm ở bên phía người nói, và bộ não thì lại mình có nói bên cái vùng coca và cái nick. Và cái nick là hai cái vùng mà chi phối cái chuyện nói và nghe. Cái pha tai mũi họng, đây là cái phần của chúng ta ở đây. Bên nói thì là cái phần hơi thở, đường phổi, thanh quản và hoạt động của miệng, lưỡi, môi. Trong khi đó cái phần nghe ở bên này cũng thuộc tai mũi họng, đó là cái phần về tai công, tai giữa, thính giác. Và cuối cùng, để hoàn thiện cái cơ chế liên kết hai cái chuyện nói và nghe này là cái pha vật lý âm thanh, hay gọi là AVT hay là âm ngữ điện đều. Thì những cái ngôn ngữ này nó được chuyển qua thành những cái ngôn ngữ viết, những cái ngôn ngữ điệu bộ, thì nó sẽ tạo thành một cái vòng mà gọi là cơ chế nghe nói và chỉnh. Cho nên cái cơ chế này nó là một cái hiện tượng phát âm đặc trưng riêng của xã hội loài người. Hầu như là chỉ có con người mới có cái cơ chế nghe nói này. Thì tai chúng ta là hấp thu âm thanh, tiếng nói từ môi trường, lưu trữ ở não, chất lọc, điều chỉnh, tích lũy và sau đó là hình thành cái lời nói. Thì cái môi trường xã hội, gia đình, trường học, giao tiếp hàng ngày để nó sẽ tạo thành một cái phát triển ở một cái đứa trẻ. Thì đối với cái cơ sở tâm lý tri thức lời nói ngôn ngữ nội tâm này thì chúng ta thấy đây là cái lời nói ngôn ngữ. Thực hiện về cái lời nói ở cái phần và ngôn ngữ thì đầu tiên là cái phần tâm lý về tâm thần thần kinh. Sau đó tới đường thính giác ở bộ não và cái đường chỉ huy và ngôn. Rồi cuối cùng mới bắt đầu tới phần tai mũi họng để nghe và nói. Thì từ đó chúng ta mới được hình thành cái lời nói cuối cùng. Cho nên nói tóm lại, để hoàn thành cái điều trị khiếm thính trẻ em và ra được một cái mục đích là đứa trẻ nó có thể nghe nói, nghe và nói để có thể phát hiện được cái tư duy trừu tượng và khiếm thính, thì đây là một cái hệ thống mà rất là phức tạp.
tư duy thì chúng ta có thể học tập được, trừu tượng được và có những cái kiến thức và thu nhận lưu trữ. Và đây là cái công cụ chủ yếu trong cái giao tiếp, nó phản ánh đời sống xã hội phát triển và nó rất là quan trọng đối với trẻ em.